Rồi mọi người mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho mọi người cái cắm hoa mọi người nha. Đây là mình có những bông hoa hồng mọi người. Hoa hồng thì mình sẽ kết hợp với từ hoa cẩm tú cầu vàng.
Rồi mình sẽ cắm thêm những bông hoa sam, sam hồng. Ok mọi người, bây giờ là hoa cẩm tú cầu, hoa hồng và hoa sam, để cắm này trong một loại hoa như này. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mọi người video sau, xin chào và hẹn gặp lại.